Du cũng đã từng khuyên Hồng Loan trong một cái buổi lễ giỗ tổ vừa rồi. Du có nói là hiện tại Hồng Loan đang được số đông ủng hộ cho cô ấy rất nhiều. Thì Du nói là thường thì cái người mà không phải ngành ca sĩ, khi mà nổi tiếng lên thì ai cũng muốn cầm mic để được hát trước mặt mọi người, dẫu cho hát hay hát dở cũng muốn được cầm mic đấy. Bởi vì chỉ có ca sĩ mới có thể được đứng trên sân khấu hát 3 đến 4 bài, 5 bài và giao lưu được thời lượng dài. Còn nếu như mà chỉ lên giao lưu đôi ba câu rồi xuống thì cái người đó select đó cũng không đủ để thuyết phục bầu xô tổ chức một cái chương trình để cho người đó xuất hiện. Thế là Du có nghĩ trước, Du có nói với Loan và nói với là Du nói với Ni, tại vì Du biết là Ni là một người đang rất thân cận với Loan. Thì Du nói trước cái điều này là bởi vì Du tính Du thẳng, không có sợ, không mất lòng. Du chỉ nghĩ sao Du nói vậy thôi. Thì không biết tâm trạng lúc đó Loan có buồn hay không, Ni có buồn hay không. Nhưng mà Du nghĩ rằng là với Loan cũng là do động lực là từ phía tác động khán giả. Họ quá yêu thương thì họ muốn gặp Loan. Thì gặp thì Loan cũng là từ bé đã tiếp xúc âm nhạc với gia đình rồi, cho nên là ít nhiều Loan cũng là người cảm nhận được và hát được. Còn việc hay hay dở là do cái những người khán giả đó, người ta có chọn hay không thôi. Chứ gì ngồi đánh giá ai hay ai dở thì bây giờ chính bản thân Quách Tuấn Du hay là những ca sĩ đang nổi tiếng thì cũng có người đánh giá dở, có người đánh giá hay, chứ đâu có ai được tất cả 100% được đánh giá hay hết đâu. Cho nên cái việc Loan đi hát đó là việc đó là việc cá nhân của Loan thôi. Loan cảm thấy mình đủ tự tin thì Loan lên sân khấu. Và Du có khuyên đó là hiện tại bây giờ Loan tạm thời nếu như có ý định đi hát thì cố gắng rèn luyện thật sự cho nó gần như là được chỉnh chu nhất thì hãy đi hát. Nhưng mà vừa rồi thì Du thấy Loan xuất hiện đi hát cũng hơi sớm. Nhưng mà đối với Du thì Du nghĩ là mỗi người có một cái duyên. Cái khoảng thời gian vừa rồi Loan đang có duyên với khán giả thì Loan cũng muốn được đến gặp khán giả mình, vừa giao lưu mà vừa hát giao lưu với nhau thì cũng được đi. Nhưng cũng nghĩ rằng là đi sai đường.